Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Hưng Yên có 13 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, gồm 13 người để bầu 4 đại biểu ở tỉnh và 3 đại biểu ở Trung ương, 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Sau đây là danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bổ về 14 đơn vị bầu cử, cụ thể như sau. Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hưng Yên. 1. Ông Phạm Huy Bình, quê quán, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. 2. Ông Lê Văn Khuê, Thượng tọa Thích Thanh Khuê, quê quán xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, tu sĩ, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hưng Yên. 3. Bà Hoàng Thị Minh Nghĩa, quê quán xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Thành ủy viên, trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hưng Yên. 4. Ông Nguyễn Đức Tài, quê quán xã An Phượng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. 5. Ông Trần Quốc Toản, quê quán xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6. Ông Nguyễn Ngọc Tú, quê quán xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng phòng Hành chính, Tổ chức Quản trị, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 7. Bà Đào Thị Thu, quê quán xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Ban tuyên giáo, Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên. 8. Ông Phạm Anh Vũ, quê quán phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 2, huyện Tiên Lữ. 1. Bà Nguyễn Thị Anh, quê quán xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. 2. Bà Nguyễn Thị Điệp, quê quán xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, Ban tuyên giáo, Tỉnh ủy Hưng Yên. 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, quê quán xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, Văn phòng huyện ủy Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Vũ Hồng Luyến, quê quán phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. 5. Bà Đỗ Thị Ngọc, quê quán xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 6. Ông Doãn Anh Quân, quê quán xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ. 7. Ông Lê Xuân Tiến, quê quán xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Đơn vị bầu cử số 3, huyện Phù Cừ. 1. Ông Nguyễn Văn Đoàn, quê quán xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phù Cừ. 2. Bà Nguyễn Thị Huế, quê quán thôn Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức Văn phòng Hội nông dân tỉnh. 3. Ông Lưu Đình Hưởng, quê quán xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, viên chức, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phù Cừ. 4. Bà Doãn Thị Nguyệt, quê quán xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 5. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, quê quán xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đơn vị bầu cử số 4, huyện Kim Động. 1. Ông Lê Quang Hòa, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. 2. Ông Nguyễn Lê Huy, quê quán thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 3. Bà Trần Thị Tuyết Hương, quê quán xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh. 4. Ông Vũ Quốc Khánh, quê quán xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. nghề nghiệp chức vụ, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ. 5. Ông Trần Thanh Liêm, quê quán xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, Hưng Yên. 6. Bà Nguyễn Thị Luyến, quê quán xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, viên chức, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 7. Ông Phạm Thái Sơn, quê quán phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 8. Bà Trần Thị Thu, quê quán xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng phòng tổng hợp Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 5, huyện Ân Thi. 1. Ông Phạm Văn Khuê, quê quán xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 2. Bà Nguyễn Thùy Linh, quê quán xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Nghề nghiệp chức vụ, nhân viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Lê Công Tiệp, quê quán xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, quê quán xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 5. Ông Nguyễn Văn Viện, quê quán xã Hồng Vân, huyện Ân Thi. Nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Đơn vị bầu cử số 6, huyện Ân Thi. 1. Ông Nguyễn Quang Giáp, quê quán xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Mai Xuân Giới, quê quán thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Ân Thi. 3. Ông Đỗ Đức Long, quê quán xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức Liên đoàn Lao động huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Vũ Tuyết Nhung, quê quán phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên. 5. Ông Nguyễn Thành Sơn, quê quán xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. 6. Ông Đoàn Khắc Thuận, quê quán thôn Bình Cầu, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 7, huyện Khoái Châu. 1. Bà Nguyễn Thị Bình, quê quán xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, viên chức Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Nguyễn Văn Công, quê quán xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Bùi Thế Cử, quê quán phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên. 4. Bà Phạm Thúy Hằng, quê quán xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nghề nghiệp chức vụ, viên chức Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 5. Bà Phan Thị Minh Huế, quê quán xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên. 6. Ông Lương Minh Thanh, quê quán xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên. 7. Ông Vũ Trọng Thoan, quê quán phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 8, huyện Khoái Châu. 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, quê quán xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Bùi Mạnh Hùng, quê quán xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Cao Quang Hưng, quê quán phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy. 4. Bà Giang Thị Phương Nhi, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Khoái Châu. 5. Bà Nguyễn Hồng Nhung, quê quán xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên. 6. Bà Đào Thị Minh Phượng, quê quán xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 7. Ông Nguyễn Đức Sơn, quê quán xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Khoái Châu. Đơn vị bầu cử số 9, huyện Văn Giang. 1. Ông Chu Quốc Hiệu, quê quán xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang. 2. Bà Đỗ Thị Hương, quê quán xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. 3. Bà Quách Thị Hương, quê quán xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Lê Thị Thu Lương, quê quán xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. 5. Bà Phạm Thị Miền, quê quán xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 6. Ông Lê Văn Tuấn, quê quán xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 7. Ông Vũ Văn Thắng, quê quán xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên. 8. Bà Nguyễn Thị Yến, quê quán xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức phòng nội vụ Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 10, huyện Yên Mỹ. 1. Ông Lê Văn Hưng, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Vũ Văn Kiên, quê quán xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Đỗ Tiến Sĩ, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Trần Thị Thu, quê quán xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên. 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, quê quán xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 11, huyện Yên Mỹ. 1. Bà Đỗ Thùy Dương, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Nguyễn Văn Đoan, quê quán xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ. 3. Bà Hoàng Thị Hạnh, quê quán xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, quê quán xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. 5. Ông Nguyễn Trung Thành, quê quán phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 12, thị xã Mỹ Hào. 1. Bà Đặng Thị Gấm, quê quán phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Phạm Khắc Huân, quê quán phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Nguyễn Duy Hưng, quê quán phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên. 4. Bà Nguyễn Thị Hương, quê quán xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên. 5. Bà Lưu Thùy Linh, quê quán thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 6. Bà Nguyễn Thu Phương, quê quán xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Mỹ Hào. 7. Ông Đỗ Minh Tuân, quê quán phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 8. Bà Trần Thị Thanh Thủy, quê quán xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đơn vị bầu cử số 13, huyện Văn Lâm. 1. Ông Lê Văn Đoàn, quê quán xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Tiến. 2. Bà Lê Thị Huệ, quê quán xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, Hưng Yên. 3. Ông Đinh Hồng Quyên, quê quán thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, huyện ủy viên, Chánh văn phòng huyện ủy Văn Lâm. 4. Bà Đàm Việt Thư, quê quán xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, công chức văn phòng huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 5. Ông Trần Quốc Văn, quê quán xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 14, huyện Văn Lâm. 1. Ông Trần Tùng Chuẩn, quê quán xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Trịnh Văn Diễn, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Doãn Trung Khang, quê quán xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng Ban Dân chủ, Pháp luật và Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hưng Yên. 4. Ông Nguyễn Bật Khánh, quê quán xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm. 5. Ông Đỗ Ngọc Tú, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Văn Lâm.